Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Mới đây, tại khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên đã diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà máy Wilson Technology Việt Nam. Nhà máy Wilson Technology Việt Nam được xây dựng có diện tích 18.176m2 với tổng mức đầu tư 16,5 triệu đô la Mỹ, chuyên sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử như các loại cáp và đầu nối. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Wilson Technology Việt Nam cho biết, nhà máy xây dựng tại Việt Nam nằm trong lộ trình tăng năng lực sản xuất của Wilson. Wilson Technology Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất thiết bị anten bên trong 2 triệu 640.000 chiếc trên năm, anten bên ngoài 2 triệu 760.000 chiếc trên năm. Dự kiến từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 5 năm 2025 sẽ lắp đặt máy móc, thiết bị và sản xuất thử. Đến tháng 6 năm 2025 sẽ đi vào hoạt động chính thức. Khu công nghiệp số 5 thuộc xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có diện tích hơn 192 ha, tiếp giáp với đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân Cầu Rẽ, tiếp giáp quốc lộ 38 và tiếp giáp tuyến đường huyện DH62. Wilson là nhà sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử có quy mô lớn tại khu công nghiệp số 5. Hiện nay, trong khu công nghiệp số 5 đang được chủ đầu tư tăng tốc hoàn thiện hạ tầng. Hiện khu công nghiệp đã thu hút được 12 dự án vào đầu tư, trong đó có 10 doanh nghiệp của Đài Loan với số vốn đăng ký khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Trong buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Điện cơ Điện tử Đài Loan đến tìm kiếm cơ hội đầu tư hồi tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, chủ trương của tỉnh muốn dành riêng khu công nghiệp số 5 cho các doanh nghiệp bán dẫn của Đài Loan. Theo đó, khu công nghiệp số 5 sẽ tập trung thu hút đầu tư ở các lĩnh vực như điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp nhẹ, các ngành sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Theo kế hoạch nâng cao chất lượng mạng viễn thông di động của Việt Nam, mục tiêu đặt ra đến năm 2025 tốc độ tải xuống trung bình tối thiểu 40 Mbit trên giây với dịch vụ truy nhập Internet 4G căn cứ theo kết quả đo kiểm bằng ứng dụng iSpeed với các cấp quận huyện, phường xã. Cùng với đó hoàn thành phủ sóng các thôn bản còn trắng sóng lõm sóng băng rộng di động đã có điện lưới quốc gia thuộc khu vực đặc biệt khó khăn theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Phủ sóng 100% các khu vực trắng sóng lõm sóng băng rộng, di động tại các thôn cụm dân cư đã có điện lưới quốc gia ngoài khu vực đặc biệt khó khăn theo phản ánh của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, mục tiêu đến năm 2025 phủ sóng băng rộng di động tới 100% các tuyến đường sắt, đường quốc lộ, cao tốc và 3 tuyến đường sắt đô thị, đảm bảo không để mất sóng quá 1 km liên tục. Ngừng hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất chỉ hỗ trợ công nghệ 2G, trừ dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK. Đến năm 2025, dịch vụ truy nhập nội dung video chất lượng Full HD trên mạng băng rộng di động có tốc độ tải xuống đạt tối thiểu 5 Mbit trên giây, 95% truy nhập của tốc độ tải xuống đạt yêu cầu. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, trong kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cùng 9 nhóm giải pháp sẽ được tập trung triển khai thời gian tới. Ngày 15 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định số 10/2024/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Quyết định này quy định về chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, để cho vay đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hai loại công trình, bao gồm công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, công trình vệ sinh môi trường hộ gia đình. Theo đó, đối tượng vay vốn là hộ gia đình cư trú tại vùng nông thôn, nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú, chưa có công trình cấp nước, công trình vệ sinh hộ gia đình, hoặc đã có nhưng bị hỏng, cần phải xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng trên một loại công trình một khách hàng, thay vì 10 triệu đồng như trước kia. Lãi suất cho vay 9% trên năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội thỏa thuận với khách hàng nhưng tối đa là 5 năm, tức 60 tháng. Ngân hàng Chính sách Xã hội là đơn vị thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời hướng dẫn về hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 2024. Đội Quản lý Thị trường số 5 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Vadoto có địa chỉ xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 30 triệu đồng về hành vi vi phạm không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng đến người tiêu dùng. Trước đó, ngày 4 tháng 7, Đội Quản lý Thị trường số 5 kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Vadoto. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp do ông HD Thờ là người đại diện theo pháp luật đang sử dụng website https://bangtot.vn để bán các sản phẩm của công ty. Website này có chức năng đặt hàng trực tuyến, có giỏ hàng và báo giá từng sản phẩm hàng hóa, phương thức giao nhận hàng, thanh toán nhưng chưa thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định. Cũng liên quan đến vi phạm này, Đội Quản lý Thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã kiểm soát đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Thanh Hà, địa chỉ tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ và đã ra quyết định xử phạt công ty này 35 triệu đồng về hành vi tương tự. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, Cục tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn về việc tham gia hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử để các cá nhân tổ chức nắm rõ và chấp hành các quy định của pháp luật góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Ngày 18 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Đây là lần đầu tiên có một đại án đăng kiểm được đưa ra xét xử. Đại án đăng kiểm được đưa ra xét xử trong 3 tháng từ ngày 18 tháng 7 và kéo dài đến ngày 18 tháng 10 với 254 bị cáo hầu tòa. Theo đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử bị cáo Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ, bị cáo Trần Kỳ Hình, người tiền nhiệm của Đặng Việt Hà về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, 252 bị cáo thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng bị truy tố về hai tội trên và hàng loạt tội khác như giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản.